Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, chương trình đối thoại đã thực hiện 10 số để bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Và trong 10 số đó thì rất nhiều các khách mời đã cùng đưa ra ý kiến phân tích về kỹ thuật, về vốn và về những vấn đề mà dư luận đang quan tâm liên quan tới việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Và vừa qua thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được ý kiến của quý vị khán giả và muốn chúng tôi phân tích thêm những thông tin mới liên quan tới dự án này, đặc biệt là liên quan tới vấn đề kỹ thuật. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay các khách mời để cùng bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đặc biệt là những thông tin về kỹ thuật mà quý vị khán giả muốn chúng tôi cung cấp và giải đáp trong số đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trực, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Hỗ trợ Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia JICA, Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, chắc là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chúng ta tiếp tục quay lại về một chủ đề mà có lẽ cách đây 3 tháng thì chúng ta đã cùng bàn với nhau tại trường quay đối thoại, đó là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì vừa rồi có thông tin mới nhất là vào ngày 28 tháng 8 thì Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thảo báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Thì trước khi mà chúng ta tiếp tục bàn về chủ đề này cũng như là những câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ quý vị khán giả thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Ngày 28 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thảo báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Tại hội thảo, liên danh tư vấn Teddy Trick Teddy Sao cho biết, đơn vị này đề xuất xây dựng tuyến đường sắt mới dài hơn 1.500 km, phân kỳ đầu tư các đoạn Hà Nội Vinh dài 285 km, Vinh Nha Trang dài 896 km, Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh dài 364 km. Tổng vốn đầu tư toàn dự án dự kiến là hơn 58,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó hai đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư trước, phân kỳ trong vòng 10 năm 2020 đến 2030 với tổng vốn là hơn 24 tỷ đô la Mỹ. Đề nghị đầu tư tốc độ cao để đảm bảo sức hấp dẫn của dự án. Tuy nhiên, đại diện tư vấn cho rằng ở giai đoạn đầu sẽ khai thác vận tốc là 160 cho đến 200 km một giờ, sau khi thông toàn tuyến thì mới nâng tốc độ lên 350 km một giờ. Tuyến đường sắt tốc độ cao được xây dựng mới, khổ đường là 1.435 mm đường đôi, có 23 ga, 5 khu depot để bảo dưỡng và sửa chữa tàu. Trong đó thì 60% đi trên cầu đường bộ, 10% qua hầm, 30% đi trên mặt đất được rào chắn và không giao cắt. Đoạn đi trên mặt đất nằm gần với tuyến đường bộ cao tốc. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đã cùng với tư vấn làm việc với tất cả 20 tỉnh, thành phố về hướng tuyến. Liên danh tư vấn cũng đề xuất xu hướng lựa chọn công nghệ theo nguyên tắc đồng bộ tiên tiến, thuận lợi chuyển giao và lựa chọn công nghệ động lực phân tán. Hệ thống động lực phân tán là loại công nghệ không sử dụng sức kéo đẩy tập trung ở hai đầu đoàn tàu mà phân bổ đều trên các toa xe được gắn động cơ. Hệ thống này được áp dụng trên các đoàn tàu Shinkansen của Nhật Bản hay là IS3 của Đức. Công nghệ này được đánh giá là có nhiều ưu điểm hơn như hệ số an toàn, sức trở lớn, tiêu thụ ít điện năng đang là xu hướng được nhiều nước phát triển lựa chọn. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được nghiên cứu từ năm 2005, năm 2010 đã được trình Quốc hội nhưng chưa được thông qua. Sau đó đến năm 2011-2013, Nhật Bản hỗ trợ nghiên cứu bổ sung và năm 2017, Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu cập nhật dự án để báo cáo Chính phủ, dự kiến năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã đưa tới những thông tin mới nhất liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Và có lẽ là chúng ta đều đã ngồi tại trường quay của đối thoại cũng đã từng phân tích mổ xẻ những vấn đề liên quan tới dự án này. Thì ngày hôm nay với những thông tin mới nhất liên quan tới dự án này thì các khách mời có thể cung cấp cho quý vị khán giả cũng như góc nhìn của mình, đặc biệt là liên quan tới vấn đề kỹ thuật ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Bình ạ. Vâng, tôi cũng qua các thông tin báo chí thì cũng được biết một số thông tin liên quan đến các cái vấn đề kỹ thuật chính. Khi mà nói về cái dự án khổng lồ này thì vấn đề kỹ thuật nó có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đề cập đến thứ nhất là vấn đề động lực, là động lực phân tán. Thì xưa nay tôi cũng có theo dõi các loại phân bổ động lực trên các đoàn tàu điện cao tốc. Thì đúng là cái động lực phân tán nó có cái ưu điểm rất là lớn. Đó là nó chia được cái phần sức nặng của phần máy chạy tàu ra thành hai hoặc ba toa tàu. Thì như vậy nó tránh được cái tình trạng là tập trung cái sức nặng quá nhiều lên một toa tàu. Thì cái toa mà đầu kéo đấy, nếu mà chúng ta theo cái phương thức động lực tập trung hết cái sức kéo về một cái đầu, thì cái đầu tàu đấy nó sẽ nặng, và cái sức nặng đó nó sẽ khiến cho chúng ta phải xây dựng cái hệ thống cầu cạn nó chịu được cái lực của cái đầu kéo đó trên toàn tuyến, là một cái vấn đề mà ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu tư. Cho nên tôi nghĩ cái phương án động lực phân tán là cái phương án phù hợp.
Thêm nữa thì theo như những báo cáo thì chúng ta chọn cái loại công nghệ của Nhật với cái diện tích mặt cắt đường hầm bé hơn, thì cái này nó cũng góp phần giảm thiểu cái chi phí đầu tư. Tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta nói về công nghệ Nhật Bản, chứ không hẳn là cái đấy nó dẫn đến cái việc là cái nguồn vốn từ Nhật Bản hay từ một nước nào khác. Thì trước mắt trong ba cái dòng công nghệ chính có trên thế giới, chúng ta chọn cái công nghệ của Nhật. Tôi nghĩ là cái công nghệ hiện nay cũng là hạng ưu việt nhất trên thế giới, và đặc biệt là họ có tính đến cái mức độ chi phí, nó giúp giảm được chi phí đầu tư ban đầu. Và còn một điều chúng ta còn chưa nói đến đó là trong cái quá trình sản xuất đầu máy toa xe thì người Nhật họ cũng tính đến những cái công nghệ mà nó giúp giảm cái chi phí duy tu bảo dưỡng, là cái chi phí thực ra là rất lớn trong quá trình vận hành đoàn tàu. Thì với những cái công nghệ tổng hợp mà Nhật họ đã phát triển từ trước đến nay thì tôi nghĩ là chúng ta có thể giảm được đáng kể cái phần chi phí đầu tư ban đầu cũng như là chi phí vận hành sau khi đưa vào sử dụng. Vâng. Ngoài những thông tin như vậy thì ông Bình có muốn cung cấp thêm thông tin gì nữa không? Ngoài ra thì cái việc phải áp dụng nhiều cầu cạn cũng là cái điều mà tôi nghĩ là khó tránh khỏi. Tại vì khi mà chúng ta làm đường sắt mà trên mặt đất thì đương nhiên là giá thành nó sẽ rẻ hơn. Nhưng khi làm trên chạy bằng trên mặt đất thì nó giao cắt với lại các tuyến đường bộ, là cái khả năng gây ra xung đột giao thông và cái khả năng mất an toàn về đường sắt rất là lớn. Đặc biệt là khi tàu chạy với tốc độ trên 100 km/h. Cho nên cái việc sử dụng cầu cạn, hầm trên phần lớn tuyến đường tôi nghĩ là điều tất yếu mà thôi. Vâng ạ. Với tôi thì tôi lại muốn bổ sung thêm một số ý kiến liên quan đến vấn đề kỹ thuật mà như anh Bình vừa trao đổi. Cái mà tôi quan tâm ở đây đó là tôi muốn nói về cái tốc độ của đoàn tàu. Tốc độ của đoàn tàu như theo cái dự tính hiện nay đó là người ta sẽ đầu tư phân kỳ các đoạn Hà Nội Vinh và từ Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đoạn đấy thì tốc độ dự kiến là sẽ khởi công từ 2020 và sẽ hoàn thành vào 2030. Trong khoảng 10 năm đấy thì trong khi mà hoàn thành thì tốc độ dự kiến sẽ khai thác là khoảng tầm 200 km/h. Và cho đến dự kiến 2050 sau khi mà toàn tuyến Bắc Nam nó hoàn thành thì tốc độ dự kiến là 350 km/h. Thì với tốc độ đấy là cái tốc độ trung bình mà hiện nay là tốc độ trung bình cao hiện nay mà Trung Quốc đang còn khai thác. Ở Nhật Bản thì khai thác từ lâu lắm rồi, từ năm 1964 đến nay. Đấy, thì ta phải hình dung rằng con số mà ta đưa ra hôm nay là của 2018, nhưng mà cái đích mà ta kết quả ta hưởng thụ được của cái giai đoạn đầu tư ban đầu đó là vào 2030, và cái kết thúc của cái dự án thì nó là vào 2050. Thì như thế là cả suốt một quãng thời gian suốt 30 năm, hơn 30 năm. Thì khi mà ta hoàn thành xong xong dự án, ta gọi là cái đường sắt tốc độ cao 350 km/h, nhưng mà liệu khi đấy thế giới đã đi đến đâu rồi? Ta biết là khi bây giờ cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bước vào cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và với mọi sự biến chuyển rất là nhanh về công nghệ robot, về trí tuệ nhân tạo đấy, và blockchain chẳng hạn, thì những cái thứ đấy nó làm cho thế giới diễn biến rất là nhanh, và có những thứ mà ta không thể dự tính được trong tương lai. Thì những cái mà ta xem là tốc độ cao hôm nay đấy là 2018 là tốc độ 350 km/h là cao, nhưng mà đến năm 2050 tốc độ đó có còn là cao nữa hay không, thì đấy chính là cái mà chúng tôi đang rất là phân vân, là chúng tôi liệu là chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi rất là lớn ở đây là tốc độ như thế đã phù hợp chưa. Ta bây giờ ta đừng nghĩ rằng nó là rất là cao rồi, mà ta phải nhìn nó của 30 năm sau. Đấy, cái mà tôi đang phân vân là như thế. Tôi nghĩ thế này. Tôi là một chuyên gia về vấn đề kinh tế và đô thị. Thì tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta đã là một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang trong quá trình như thế. Và đã là một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa thì hệ thống giao thông nó phải là đi vào điện khí hóa. Thì do đó cho nên là cái việc mà bàn về cái hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ấy, thì chúng ta đã bàn nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có quyết định của Quốc hội để mà làm, thì tôi nghĩ là quá chậm. Bởi vì sao? Bởi vì là đất nước ta thì dài, hình chữ S thì chúng ta biết. Và cái kết nối giữa thủ đô Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là sự kết nối của hai cái nền kinh tế rất lớn của hai đầu đất nước. Và lại cái tuyến đường đi qua là trên 1.550 km, như thế thì đã đi qua gần như là tất cả những cái đô thị lớn của Việt Nam, dân đông, có cảng biển, có sân bay, có những cái phát triển đô thị rất lớn. Thì cái việc mà kết nối giao thông của tốc độ cao thế, nó sẽ tạo nên cái sự phát triển rất lớn cho đất nước, và đặc biệt là cho hệ thống đô thị. Một phần nữa đây, tôi nghĩ rằng là hai vị đã nói về vấn đề kỹ thuật, thì tôi cũng bình luận thêm, ấy phải nói rằng là có lẽ vì dài đất của chúng ta là hình chữ S, mà lại là
Trường Sơn này đi ra biển như thế, và là phải nói rằng là rất nhiều sông ngòi, do đó cho nên là toàn bộ cái địa hình ấy là hết sức khó khăn, hết sức phức tạp. Và đường như thế thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, phải đến 60 là đi trên cầu cạn, còn lại đi hầm nó phải đấy mấy chục phần trăm, 10% qua hầm, 10% qua hầm, còn lại là chỉ đi trong sông với lại đường bộ là không nhiều lắm. Và đi song song đường bộ thì phải tung hành lang, và phải nói là hết sức là cẩn thận về vấn đề là an toàn cho đường sắt. Vì cho nên là đấy là một trong những cái việc mà chúng ta phải tính toán cái tuyến đi như nào để cho nó phù hợp với cái địa hình của Việt Nam. Cái thứ hai là tôi rất là chia sẻ với anh Trực Vệ cũng như là với anh Bình. Nên có lẽ chúng ta phải tính đến cái công nghệ thế nào về hiện đại. Nhất là khi mà Việt Nam chúng ta không là cái nước mà sản xuất những thiết bị của cái hệ thống đường sắt tốc độ cao, kể cả toa xe và tất cả những thiết bị về an toàn giao thông, mà chúng ta gần như là đầu tư ngoài. Thế chúng ta phải có cái hướng như thế nào đấy để đi vào cuộc ngay lập tức. Và như vậy là chúng ta đến năm 2030 thì mới có thể là thông toàn tuyến. Trước mắt là Hà Nội Vinh, rồi thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Nhưng mà trong tương lai thì đến năm 2030 chúng ta mới chạy tàu khoảng hơn 200. Và đến năm 2050 theo tôi được biết ý, thì mới là tốc độ 350. Như vậy là còn ba mấy năm nữa mà chúng ta chạy như thế thì so với thế giới thì chúng ta thua rất xa. Và nhất là như các anh nói là công nghệ bây giờ nó hiện đại, nó đã đi vào một cái công nghệ 4.0 và còn cao hơn nữa. Thế mà chúng ta không ngay từ bây giờ và chúng ta không tính đến những cái giải pháp rất lớn cho cái việc là có hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam để đi vào cuộc với một cái tầm nhìn chiến lược như thế, thì tôi sợ là chúng ta sẽ chậm lại so với nhiều nước xung quanh. Các số trước thì các khách mời đều nói là nó là cấp bách, nó là cấp thiết rồi, và tất cả mọi người đều mong muốn, đều trông chờ, nên có lẽ là cái việc mà cần thiết thì chúng ta sẽ không phải bàn nữa. Hôm nay chúng ta bàn kỹ về câu chuyện kỹ thuật, thì đầu tiên là về cái việc là áp dụng công nghệ động lực phân tán như là ông Bình có trao đổi ạ. Thì không biết là ông Trụ dưới góc độ kỹ thuật thì ông Trụ có ý kiến gì bổ sung thêm không ạ? Thì như tôi vừa trao đổi lúc nãy đấy, với cái công nghệ động lực phân tán thì tôi rất là ủng hộ và cũng rất là đồng ý với ý kiến và quan điểm của anh Bình. Đấy, tuy nhiên là cái mà tôi cũng như lúc nãy tôi cũng có trao đổi là tôi đang rất phân vân, đó là công nghệ động lực phân tán hiện nay đang là công nghệ tiên tiến. Đấy, đang được nhiều nước áp dụng, nhưng mà nó là đang áp dụng ở giai đoạn có thể xem như là giai đoạn giữa của cái công nghệ đấy rồi. Bởi vì ví dụ như Nhật người ta áp dụng từ năm 1964 cho đến tận nay với đường sắt Shinkansen. Đấy, và đến giờ thì là ở Trung Quốc áp dụng cái công nghệ đấy nhưng mà người ta cải tiến hơn và đạt được tốc độ cao hơn. Và hiện giờ thì công nghệ Maglev thì người ta đang phát triển rất là mạnh, chưa kể là công nghệ Hyperloop. Công nghệ Hyperloop thì nó có thể đưa đoàn tàu di chuyển tốc độ lên đến 1.200 km/h. Thì với công nghệ Maglev mà như Nhật Bản đang áp dụng hiện nay thì nó có thể, như tôi nói là khi mà người ta dự kiến là đưa vào khai thác chính thức thì đạt tốc độ khoảng 700 km/h. Và chưa kể là cái công nghệ Maglev đấy thì người ta đã thử nghiệm từ bao nhiêu năm nay, là từ Trung Quốc và cho đến sang đến Nhật Bản thì người ta đã thử nghiệm rất là nhiều đấy, và người ta thấy rằng nó rõ ràng nó có những cái ưu việt. Nhưng mà cái mà cái công nghệ cải tiến của Maglev hiện giờ đấy mà Nhật người ta đang áp dụng mà như tôi nói là 700 km/h thì có lẽ là sẽ là cái công nghệ của tương lai. Mà trong khi đó ta đang xây dựng cái đường sắt này là cho đường sắt cho tương lai, chứ không phải cho đường sắt này là cho hiện nay, mà là cho 10 năm sau, 12 năm sau và cho đến tận là 30 năm sau, tức là 2050 mới hoàn thành. Thì khi đấy là rõ ràng là công nghệ đã bị có một khoảng trống rồi, khi đấy ta sẽ đi vào cuối công nghệ mất rồi. Đấy, tuy nhiên cái đấy nó phải cân đối giữa cái suất đầu tư, tức là liên quan đến vấn đề là cái tổng vốn đầu tư nữa, thì tất nhiên khi đấy ta phải cân đối một cách rất là hài hòa. Cảm ơn ông đã tham dự trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV ạ. Thưa ông, thì đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã có những chuẩn bị như thế nào về dự án để trình vào Quốc hội vào năm 2019 ạ? Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quốc hội cũng như Chính phủ thì từ cuối năm 2017 Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai bước là thuê tư vấn để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cùng song song với đó thì cũng phía Việt Nam cũng nhận được cái hỗ trợ từ phía JICA của Nhật Bản, có cái tổ chức tư vấn nghiên cứu của tư vấn nước ngoài để hỗ trợ cho tư vấn trong nước hoàn thiện cái nghiên cứu báo cáo này. Và toàn bộ cái nghiên cứu báo cáo này thì cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị gấp rút triển khai theo cái tinh thần chỉ đạo của Quốc hội.
sẽ cố gắng để hoàn thiện và trình ra Quốc hội vào năm 2019. Thưa ông, so với lần trình năm 2010 thì lần trình dự án lần này thì có điểm gì khác biệt? Chúng ta cũng đang hướng tới một số cái phương án, một số các cái giải pháp, trong đó có những cái giải pháp lựa chọn tốc độ. Trên thế giới cũng đang đưa ra những cái đã tư vấn và cũng tham khảo trên các nước khác trên thế giới, thì chúng ta thấy là đường sắt, hệ thống đường sắt mà khai thác ở cái tốc độ 300 km/h là một cái hệ thống hoàn chỉnh và hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xem xét đến cái việc là khai thác lựa chọn tốc độ nào cho nó phù hợp với Việt Nam trong cái tình hình hiện nay, và cũng sẽ phân kỳ giai đoạn sẽ được khai thác trong cái từng cái giai đoạn. Có thể giai đoạn đầu chúng ta sẽ khai thác ở cái tốc độ thấp hơn, và sau đó thì từng bước dần dần thì chúng ta sau khi hoàn chỉnh toàn tuyến, toàn hệ thống, và đặc biệt là đầu tư đầy đủ được cái hệ thống các cái thiết bị để thì chúng ta sẽ khai thác ở cái tốc độ như trên thế giới hiện nay là 350 km/h. Đối với những cái địa phương mà có dự án đi qua thì Bộ đã có những cái phương án như thế nào? Hiện nay thì trong cái phương án trước đây cũng đã nghiên cứu và cũng đã từng bước được đưa vào cái quy hoạch chung cho cái hệ thống, đã được đưa vào cái quy hoạch, và ở các địa phương thì cũng đã căn cứ vào các cái quy hoạch đó để phát triển và xây dựng cái quy hoạch cho từng địa phương. Thì trong cái giai đoạn nghiên cứu chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương để cập nhật những cái quy hoạch mới nhất để lựa chọn phương án tuyến cho nó phù hợp. Vâng, xin cảm ơn ông. Cái này không hẳn là vấn đề kỹ thuật, nhưng mà có một cái tôi cũng băn khoăn, đó là chúng ta nói về hai đoạn tuyến Hà Nội Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, nhưng mà có một đoạn tuyến rất quan trọng theo đánh giá của tôi và các chuyên gia đầu ngành về quy hoạch giao thông ở Nhật mà khoảng chục năm trước chúng tôi đã bàn, đó là đoạn Đà Nẵng Huế, là cái đoạn mà nối hai thành phố du lịch rất quan trọng của miền Trung. Và đặc biệt nếu trên cái tuyến này mà chúng ta có đường sắt chạy tốc độ cao, an toàn, vệ sinh và tần suất cao đúng giờ thì sẽ có rất nhiều khách du lịch đi lại trên cái đoạn tuyến này. Đó, và nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển của hai cái thành phố quan trọng của khu vực miền Trung. Thì không thấy trong cái báo cáo này đề cập đến cái chuyện đó mà gom chung vào trong cái Vinh, Nha Trang là cái đoạn rất là dài. Thì đã có những giáo sư đầu ngành về quy hoạch giao thông của Nhật cho những lời khuyên với chúng tôi vào 10 năm trước, đó là nên quan tâm trước cái đoạn Đà Nẵng Huế, vì nó sẽ giúp kích cầu và giúp phát triển kinh tế cho khu vực miền Trung. Nhất là cái đoạn đấy nó ngắn, nó chỉ khoảng chừng chưa đầy 100 cây số, cũng dễ đầu tư. Ý của anh Bình ấy, tôi nghĩ rằng là không chỉ Đà Nẵng Huế đâu. Đà Nẵng Huế, Đà Nẵng là trung tâm miền Trung rồi. Thành phố du lịch hiện nay rất là đặc biệt và nó gắn bó với Hội An, và phía Bắc là với Huế. Bây giờ chúng ta làm hầm qua Hải Vân và để cho đường sắt này đơn giản mà chỉ có 100 cây số đến cố đô Huế. Nhưng mà theo tôi ấy, nối luôn ra Quảng Bình. Bởi vì đấy là một trong cái khu vực là kỳ quan thiên nhiên và lại nổi tiếng của chúng ta. Phong Nha Kẻ Bàng. Rồi là những cái động rất mới được tìm ra. Tôi nghĩ là có lẽ là thế giới người ta đang quan tâm đến cái khu vực của Quảng Bình. Và nếu chúng ta là kết nối được giữa Quảng Bình, Huế về vào với khu vực Đà Nẵng nữa, Hội An nữa, thì tôi nghĩ là đấy cũng là được một cái tuyến ở phía miền Trung rất tốt cho cái việc là triển khai toàn bộ quá trình mà lập tuyến của chúng ta. Tôi thì tôi lại có một cái quan điểm như thế này, và tôi cũng rất là đồng tình với cái ý kiến và quan điểm của bên phía tư vấn của Bộ Giao thông. Đó là cái bây giờ ta đang đầu tư theo các phân kỳ, đó là từ Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì đây là hai cái tuyến rất là quan trọng, có thể gọi là xương sống về cái kinh tế của đất nước, rồi một bên là khu vực Bắc Trung Bộ, một bên từ Nam Trung Bộ cho đến Nam Bộ. Thì hiện giờ đấy là đây là hai tuyến mà cái tốc độ, cái tần suất vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa rất là cao. Và ta phải xác định rằng cái dự án này, tôi phải nói thêm một chút, đó là dự án này ta phải xem là cái dự án thế kỷ chứ không còn là một cái dự án thông thường. Bởi vì ta biết rằng cái đường sắt cũ của chúng ta đến nay là 133 năm rồi và nó vẫn đang còn đã trở nên quá tải. Tất nhiên là nó mặc dù lạc hậu nhưng mà nó cũng không có cái gì thay thế cả, nên chúng ta vẫn phải khai thác. Còn cái suốt 133 năm tức là hơn một thế kỷ thì nó đã gánh vác bao nhiêu trách nhiệm rồi, và bây giờ cái tuyến đường sắt mới này cũng là công trình của thế kỷ 21. Đấy, cho nên ta phải thứ nhất là chắc chắn là phải
phải đầu tư rất là cấp bách rồi, nhưng mà đầu tư do cái điều kiện về kinh tế cho chúng ta phải đầu tư một cách phân kỳ, và phân kỳ như thế nào cho phù hợp. Thì trước hết theo quan điểm của tôi là tôi cũng rất là đồng, tôi nghĩ rằng là cái tuyến đường sắt Bắc Nam cao tốc này, à, tốc độ cao Bắc Nam thì nên đầu tư theo kiểu dự án lưỡng dụng, tức là vừa là cho hành khách lại vừa là cho vận tải hàng hóa, để thúc đẩy cái vận tải hàng hóa và giảm cái chi phí logistics xuống. Thì cái đấy là điều rất là quan trọng, rất là cần thiết. Tuy nhiên khi đầu tư phân kỳ thì tuyến Hà Nội Vinh là cái tuyến mà cái hiện nay áp lực trên quốc lộ 1 rất là cao, đó là cái đường cao tốc, đường bộ cao tốc đấy, thì là chủ yếu là người ta vận tải bằng xe. Thì khi mà vận tải bằng xe rõ ràng là năng lực nó thấp, chi phí nó cao, đấy, tai nạn nó lớn đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tương tự như tuyến Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh như thế, thì cái tần suất người đi du lịch rất là cao, và khi đấy nó kết nối được cái hai trung tâm lớn, hai thành phố lớn của đất nước, đó là từ Hà Nội đến cái thành phố Bắc Trung Bộ, và tương tự là thành phố lớn về du lịch của Nam Trung Bộ với thành phố khu vực phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, đấy, thì nó đạt cái hiệu quả rất là cao. Còn bây giờ nếu ta mà rõ ràng cái giữa Huế và Đà Nẵng thì tôi không phủ nhận, bởi vì đó nó có vai trò rất là lớn, nhưng mà nó lại hiện giờ nếu mà khai thác được mà ta đầu tư xây dựng thì cái quãng đường nó ngắn và nó lại tập trung nhiều cho du khách, tức là vận tải hành khách nhiều hơn. Còn trong khi đó nếu ta đầu tư theo hai đoạn, tức là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó đáp ứng được cái nhu cầu gọi là khai thác lưỡng dụng, là vừa vận tải hành khách lại vừa vận tải về hàng hóa, để nhằm mục đích là thúc đẩy kinh tế đất nước. Nói về cái việc chuyển chở vừa cả hành khách vừa cả hàng hóa thì thật ra cái này tôi cũng nghĩ là cần phải cân nhắc nhiều đấy. Tại vì thực ra trên cái thực tế vận hành trên thế giới thì nó cũng chia làm hai kiểu. Ở Nhật là chỉ chuyên chở hành khách, không chuyên chở tàu hàng. Còn ở châu Âu thì họ có cho chạy chung tàu hàng tàu khách. Thì cái này tôi nghĩ nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mật độ chạy tàu đối với tàu khách của chúng ta. Và cũng phải cân nhắc một cái điều, đó là khi mà chúng ta vận chuyển hàng bằng đường sắt ấy, thì cái hàng hóa đó nó có đến được cảng biển hay không. Tại vì hàng hóa, những cái thứ hàng hóa nặng thường là sau khi mà chúng ta chuyển từ vùng nọ sang vùng kia, cuối cùng nó vẫn phải có đầu vào hoặc đầu ra cảng biển. Thì cái đường sắt này chúng ta có nối trực tiếp đến cảng biển hay không? Thì còn cái việc chuyển tải từ đường sắt sang đường bộ ở những cái chặng cuối cùng ấy, nó cũng là cái chi phí lớn mà những người vận tải logistics là không mong muốn. Đó, cho nên có dùng hay không là một cái vấn đề mà phải cân nhắc. Và một cái điều nữa là khi mà chúng ta làm cái tuyến này, nó là tuyến mới và nó ở cái vị trí tương đối song song với lại cái tuyến đường sắt hiện có, thì một khi có cái tuyến mới này, nếu chúng ta chỉ dùng nó chuyên cho vận tải hành khách thì cái tuyến cũ sẽ là dùng cho những cái tàu địa phương cũng như là kết hợp với lại chở hàng như hiện nay đang có. Thì cái điểm này có lẽ là về mặt kỹ thuật cũng phải cần cân nhắc kỹ. Về quan điểm về giao thông đô thị và giao thông toàn tuyến ấy, trong chiến lược giao thông chung ấy, thì ý kiến của anh Trực Kỳ tôi cũng có cái chia sẻ, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên học tập cách làm của Nhật Bản. Bởi xe cái xe là đi làm tốc độ rất cao và nó chỉ chở hành khách thôi. Thì chúng ta làm đây là bằng đường 1435 là hai tuyến đi về, và như vậy là với cái chất lượng đấy và hành khách lớn như thế thì tập trung vào hành khách. Còn bên cạnh chúng ta vẫn còn đường sắt Bắc Nam hiện nay, thì có thể chúng ta cải tạo thế nào đấy và đường sắt đấy sẽ là đường sắt để mà lo cho cả là kiểu tàu chợ và cái quan trọng là vẫn là tàu hàng. Bởi vì liên quan là anh làm thế có 23 cái ga, nhưng từ ga đấy để kết nối vào đô thị, kết nối vào cảng, kết nối vào khu vực container, những cái bãi logistics, nó không đơn giản thế nào. Bởi vì những cái ga đấy là ga kỹ thuật rất là đặc biệt quan trọng, mà từ đấy lại có những cái giao thông để kết nối vào những khu vực đấy theo kiểu là chở hàng nữa, thì đấy cũng là vấn đề mà chúng ta phải tính toán. Bởi vì nó liên quan đến cả cái ga hành khách nó đi đơn giản, nhưng còn ga hàng hóa nữa, thì do đấy là chúng ta phải đầu tư cả ga hàng hóa nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng là cái chúng ta cũng phải cân nhắc làm thế nào để cái hệ thống đường sắt tốc độ cao ấy, nó gánh vác cái nhiệm vụ là giao thông hành khách là chính. Đấy tôi chia sẻ. Vâng, tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của ông Chính cũng như là của anh Bình. Mà chúng ta cũng quan tâm một điều, một thông tin nữa, đó là hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục đầu tư đường sắt đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam. Và cái tuyến đường bộ cao tốc này đấy, thì theo tính toán thì khoảng đến năm 2030 thì nó đã chạm cái ngưỡng tức là
là vượt ngưỡng cái công suất vận tải của nó. Có nghĩa là đến 2030 thì là cái năng suất của nó là đạt ngưỡng rồi. Mà trong khi đó là tàu đường sắt hiện nay thì cũng đã đạt và vượt ngưỡng rồi. Vận chuyển đường thủy thì lại là tốc độ rất là chậm, mặc dù là công suất của nó lớn. Đấy, như vậy thì đến từ năm 2030 trở đi là ta bắt buộc phải tính đến cái giải pháp nào đó để vận tải hàng hóa. Bên cạnh vận tải hành khách là rất là quan trọng, đấy là cái mục tiêu tối thượng rồi, thì cái vận tải hàng hóa thì bắt buộc ta phải quan tâm. Đúng. Bởi vì nếu không thì dẫn đến cái nền kinh tế bắt đầu bị đình trệ, bởi vì quốc lộ 1 đang bị quá tải. Vào năm 2030, đường sắt khổ 1 mét đã quá tải từ lâu, đường biển thì tốc độ chậm, như vậy hàng hóa vận chuyển Bắc Nam sẽ là cái câu hỏi rất là lớn. Đấy, cho nên khi đấy tôi nghĩ rằng cái dự án đường sắt này phải là dự án đường sắt lưỡng dụng, là vì lý do đấy là nó sẽ giảm tải được cho đường đường bộ, vừa là chi phí cao, người ta biết rằng hiện nay là chi phí logistics hiện nay của Việt Nam là cao trong nhóm đầu thế giới, chiếm đến 25%. Đấy, thì khi đấy nếu mà vận tải bằng cái tuyến đường sắt tốc độ cao hiện nay thì nó sẽ giảm chi phí rất là lớn. Và như trong cái số trước mà chỗ anh Minh, chỗ hội đồng thành viên của tổng công ty đường sắt Việt Nam có đề cập đấy, thì nếu mà vận tải được 1 tỷ tấn hàng hóa thì chi phí nó giảm so với đường bộ là khoảng tầm 500.000 tỷ. Đây là một con số rất là khủng khiếp. Đấy, cho nên cái đấy là chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà chúng ta xét đến cái nhu cầu vận tải hàng hóa trên trục Bắc Nam ấy, thì cũng có khả năng là nó cần một cái phương tiện vận tải nữa ngoài đường bộ, ngoài đường thủy. Nhưng đồng thời khi mà chúng ta nói đến chuyện vận tải hàng hóa bằng đường sắt thì và trên cái đường tuyến đường sắt mới mà chúng ta định xây dựng ấy, chúng ta cũng cần lưu ý đó là cái toa mà chở hàng nó có thể là chở cái tải trọng nặng hơn so với lại hành tự khách. Chậm thì nếu mà nó chở hàng mà nặng hơn thì tốc độ. Toàn bộ cái hệ thống hạ tầng nó lại phải chịu tải nặng hơn và phải xây dựng cái hệ thống vững chắc hơn, và đương nhiên là cũng tốn cái chi phí đầu tư hơn. Cũng có thể là người ta giải quyết bằng cái cách là chỉ chở những thứ hàng nhẹ thôi, những hàng điện máy, container, điện máy, điện tử, còn những thứ hàng nặng sắt như thép là thì không làm được, sắt thép, than đá hoặc là xi măng, gạch, xi măng, vật liệu dựng lớn, xi măng không chuyên chở thì cũng là một giải pháp cũng có thể cân nhắc được. Vâng. Và ngoài những thông tin như vậy thì các khách mời cũng muốn bổ sung thêm những thông tin gì đó liên quan đến vấn đề kỹ thuật không ạ? Ví dụ cái câu chuyện là chúng ta 60% đi trên cầu đường bộ, 10% qua hầm hay 30% đi trên mặt đất chẳng hạn, như là ông Chính có đề cập ấy, thì không biết là hai khách mời còn lại thì có ý kiến gì thêm không ạ? Ông Trụ ý kiến gì không? Tôi đang quan tâm ở vấn đề này, có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là về cái vấn đề kỹ thuật liên quan đến cái nền đất. Đấy, bởi vì như ông Chính vừa đề cập đó là cái tuyến đường này, nó tuyến đường sắt tốc độ cao, nó trải dài từ Bắc đến Nam qua rất là nhiều địa hình khác nhau trên cái giải đất hình chữ S của chúng ta. Có rất nhiều điều đặc điểm địa hình và cấu trúc nền địa chất nó rất khác nhau, cho nên đấy sẽ là một bài toán rất là nan giải, rất là phức tạp. Đấy, nó sẽ cái quan trọng nhất ở đây đó là gì? Là bên cạnh sụt lún thì cái địa hình của chúng ta rất là gần núi, rồi rất gần biển, gần núi thì có thể gây trượt lở. Và một cái vấn đề ta quan tâm hơn nữa đó là cái xu thế về biến đổi khí hậu. Trong cái xu thế biến đổi khí hậu thì nó sẽ làm cho gia tăng nhiệt độ, gia tăng lượng mưa. Mà lượng mưa gia tăng thì dẫn đến là gì? Làm cho cái trượt lở sẽ gia tăng theo, nó tỷ lệ thuận. Và bên cạnh đấy thì là khi lượng mưa gia tăng cũng như là điều kiện thời tiết nó biến đổi thì nó cũng tác động một phần đến cái nền đất, làm cho nền đất nó sẽ không được ổn định. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề là kết cấu của cái nền và cái vấn đề là quan tâm đến các kịch bản biến đổi khí hậu liên quan đến cái quá trình xây dựng này là ta bắt buộc phải quan tâm. Bởi vì là cái dự án này nó không phải kéo dài 1-2 năm mà nó suốt từ năm 2018, nó khác từ 2020 cho đến 2050 là suốt 30 năm. 30 năm thế thì theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố đấy, thì là nó người ta đã tính toán và chia cho từng cái khu vực, từng tỉnh, và người ta đã đánh giá được, dự báo được. Tất nhiên là một cách tương đối thôi. Đó là về cái nhiệt độ sẽ gia tăng ra sao, rồi cái lượng mưa sẽ biến đổi như thế nào. Thì ta đặc biệt là trong cái vấn đề là thiết kế và xây dựng tuyến này thì ta cần thiết phải quan tâm vấn đề đấy, và rất cần thiết chứ không phải là cần thiết. Tôi chia sẻ chỗ là cái biến đổi khí hậu ở Việt Nam ấy có lẽ là một trong 5 cái nước mà có cái sự biến đổi khí hậu lớn nhất. Việt Nam không chỉ là biến đổi khí hậu mà vấn đề nước biển dâng nữa, và đặc biệt hiện nay là đi qua cái giải miền Trung, Trung Bộ, Nam Trung Bộ, thì phải nói rằng đây là một cái địa hình hết sức phức tạp. Bởi vì trước hết là nó bị dốc từ Trường Sơn xuống biển. Thứ hai là cửa sông của Việt Nam khá là nhiều. Chỗ thì rộng, chỗ thì hẹp, nhưng mà nó thay đổi rất là liên tục. Nên lòng sông như thế của chúng ta là gần như chúng ta đi vào phía đông của Việt Nam mình. Do đó cho nên là gần như là nó sẽ vượt qua rất nhiều
những khu vực mà những cái cầu rất là lớn, bởi vì gần cửa biển. Do đó cho nên là tôi nghĩ là với cái việc là xói lở như hiện nay, lũ quét như hiện nay, rồi vấn đề nước biển dâng như hiện nay, mưa lớn như thế này, và các cửa sông nó rất là phức tạp, thế thì phải nói là cái hệ thống cầu cạn, hệ thống cầu qua sông, tất cả cái đấy phải được nghiên cứu thật kỹ. Bởi vì với đoàn tàu chạy tốc độ như thế mà trên cầu cạn là cỡ khoảng 60%. Qua hầm thì tôi nghĩ là không ngại, vì qua hầm thì cứ qua hầm là đào. Rồi cái đoạn đi chung ấy thì gần như là khu vực là khu đồng bằng. Nhưng khu vực còn lại cầu cạn chính là khu vực đi qua tất cả sông, suối, rạch, đặc biệt những con sông miền Trung là hết sức lớn. Mà theo tôi là rất quan trọng trong việc thiết kế cái hệ thống cầu cạn đấy. Thế cầu cạn chúng ta phải hiểu là cầu cạn là đi trên trên cái phần mà diện tích của nó là nó có thể có nhà dân hay là đồng bằng bị sụt lún, nhưng mà nó đi luôn trên hệ thống của các dòng sông nữa. Thì thế nên tôi nghĩ là đấy cũng là một cái việc là khi tính toán thì các nhà đầu tư phải tính toán rất kỹ về cái khả năng về kỹ thuật và tính toán cái nguồn vốn đầu tư vào đấy, thì tôi nghĩ cũng là một vấn đề rất quan trọng. Vâng. Đấy có nghĩa là ta phải lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu vào trong cái vấn đề kỹ thuật để xây dựng cái quá trình cái tuyến đường tốc độ cao này. Thật ra tôi muốn giải thích thêm một chút, đó là cái phương án dùng cầu cạn ấy, nó cũng góp phần là đã tính đến cái vấn đề là cái các loại nước mưa, nước lũ mà từ trên phía núi nó dốc chảy xuống biển dọc cái khu vực miền Trung ấy. Thì nếu chúng ta không làm cầu cạn thì giải pháp là gì? Lúc đó sẽ chạy trên đường bằng. Thì bản thân cái đường sắt lúc đấy nó tạo thành một cái đê chắn giữa một bên là biển và một bên là núi. Thì nước từ trên núi không chảy xuống biển được khi mà nó bị cái đê chắn như vậy. Thế thì chúng ta làm cái hệ thống cầu cạn nó sẽ giúp phần góp cho phần nước giải lưu quyết thông là đông tạo tây. Cái đường thoát cho nước từ trên núi xuống biển. Thì đương nhiên rồi. Thứ hai là khi mà chạy trên cái nền đất mà chúng ta trên cầu cạn ấy, thì chúng ta chỉ phải lo đến cái phần là làm cố định hai cái mố cầu thôi. Chứ cái đoạn ở giữa là chúng ta gác lên hai mố thôi, chúng ta không phải lo. Thì đỡ cái mối lo cái phần là lún dọc tuyến. Thì thực ra cái việc mà làm tắt lún dọc tuyến không phải là không làm được, nhưng cực kỳ tốn kém. Cho nên xây cầu cạn trông thì có phải là tốn tiền hơn đấy, nhưng mà nó chính ra lại thực sự không hẳn là tốn tiền. Giải quyết được nhiều vấn đề hơn được so với vấn đề là làm tắt lún trên toàn tuyến. Vâng. Vấn đề tôi nói là cầu cạn là một việc rồi, thế nhưng vấn đề là cầu qua sông là rất lớn. Vâng. Như qua sông Danh chẳng hạn, qua sông Lam chẳng hạn. Vâng. Rồi qua sông Thu Bồn chẳng hạn, tất cả những cái đoạn sông ở miền Nam ấy, miền Trung ấy rất lớn. Mùa cạn thì chúng ta cứ tưởng là nó chảy rất êm đềm, nhưng mà mùa lũ về cả một cái diên mênh mông cả khi cả cây số. Sau đó cho nên là cái cầu phải đi qua ấy, thì phải làm hẳn một cái cầu ở nó. Chứ cầu cạn là cầu cạn để đi trên cái vùng bình thường thôi. Còn đây phải nói là cầu qua sông. Mà cầu qua sông là mình phải thiết kế cầu qua sông cho cái đường sắt chứ. Mà cầu qua sông thì không thể có hai mố được, mà ở giữa nó rất là nhiều trụ nữa, thì phải giải quyết được cái hệ thống này. Nên là tôi muốn cảnh báo là làm đường thì phải nói là cái hệ thống giao thông của cái tuyến đường sắt Bắc Nam hết sức là kỳ công và rất là khó khăn về mặt kỹ thuật nữa. Vâng. Theo tôi thì cái việc bổ cái hệ thống sử dụng hệ thống cầu cạn khoảng 60-70% đó là cái đấy là gần như là bắt buộc rồi, rất cần thiết. Bởi vì ngay không đâu xa, ngay như mùa lũ của 2018 này, chúng ta thấy toàn bộ cái đoạn miền Trung và bao nhiêu đoạn khu vực phía Nam Trung Bộ là đều bị ngập. Ngập như thế thì rõ ràng là đường sắt tốc độ cao mà đi qua đấy là tê liệt rồi, là không thể sử dụng được rồi. Đấy, cho nên là việc sử dụng đường cầu cạn là điều bắt buộc và rất cần thiết. Đường bộ đó còn làm cầu cạn nữa chứ không phải đúng thế. Để gần như là đường Thành phố Hồ Chí Minh vào Mỹ Tho gần như là cầu cạn đến 6%. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời. Không biết các khách mời có còn thêm những ý kiến gì đó liên quan đến vấn đề kỹ thuật nữa không ạ, của cái dự án này nữa không ạ? Nói về kỹ thuật tôi cũng rất là chia sẻ với anh Trực về cái câu chuyện là cái công nghệ mà chúng ta lựa chọn ở đây. Vâng. Thì làm sao 20 năm nữa hoặc 30 năm nữa nó có lạc hậu hay không? Đấy. Là một câu hỏi rất khó trả lời. Còn rồi. Và cũng có thể nói một cái, đạt cái đấy nhưng mà nhãn tiền là chúng ta thấy là cái công nghệ maglev nó đã là cái công nghệ sau của công nghệ đường sắt hiện nay, và nó đã bắt đầu được đưa vào áp dụng trong thực tế rồi. Có điều nó quá đắt đỏ và hoàn toàn nó không phải là cái lựa chọn của đất nước chúng ta tại thời điểm này. Lại còn một cái công nghệ nữa là cái công nghệ Hyperloop. Hiện đang được những đất nước giàu có ở vùng vịnh là bắt đầu đưa vào áp dụng.
Nhưng mà cho đến nay chưa từng thấy một cái tài liệu nào nói về cái chi phí cũng như cái năng lực chuyên trở của hệ thống Hyperloop đấy cả. Thì vào thời điểm này chúng ta chưa thể nói gì đến cái chuyện là lựa chọn những cái công nghệ đời sau đấy. Nhưng mà cũng là một điều mà chúng ta quan tâm, băn khoăn khi mà lựa chọn công nghệ nào để đầu tư. Vâng. Đúng thế, vì tôi nghĩ rằng là đường bộ cao tốc thì gần như là Việt Nam có thể thiết kế và thi công đến 100%. Chuyên gia của mình đúng, rất giỏi. Vâng. Đúng ạ. Nhưng mà đường sắt cao tốc thì chuyên gia của mình và thiết bị của mình giỏi lắm thì đáp ứng được 5-7%. 90-mấy% phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài và thiết bị nước ngoài. Vì thế cho nên là chúng ta phải đã là như thế, chúng ta phải học tập vào ngay từ bây giờ, phải xem xét cái việc bố trí vốn như thế nào, nhìn nhận cái tương lai của cái hệ thống đường sắt tốc độ cao trong tương lai 30 năm nữa như thế nào, để có thể là nó gần với những nước phát triển và kém những cái nước như Nhật hay Pháp chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng phải đạt được một cái trình độ nào đấy, để không đến đấy lúc ấy chúng ta thấy nó quá lạc hậu so với cái thế kỷ giữa thế kỷ 21 thì tôi nghĩ không được. Vì thế nên cái này phải cân nhắc rất kỹ cái việc mà chúng ta quyết định để đầu tư cho cái hệ thống đường sắt tốc độ cao. Như vậy thì theo tôi là trong cái báo cáo của đơn vị tư vấn của Teddy Trick và Teddy Sound ấy, là cần phải làm rõ hơn cái vấn đề này, vấn đề về tốc độ cũng như là công nghệ. Đồng thời tôi nghĩ cũng có thể là chúng ta phải nghĩ đến cái việc là liệu có cần thuê thêm cái đơn vị tư vấn độc lập hay không, để đơn vị tư vấn độc lập đấy có lẽ phải là đơn vị tư vấn nước ngoài giám định. Họ có kiến thức, họ có năng lực và đặc biệt là họ có kinh nghiệm, để họ có, đồng thời nữa là họ còn có cái tầm nhìn cho đến tận 30 năm sau, tức là vào năm 2050. Đấy, thì khi đấy cái đơn vị tư vấn độc lập đấy có lẽ là người ta sẽ có một cái cách nhìn nó khác, tiếp cận nó khác. Hiện giờ các đơn vị tư vấn độc lập đơn vị tư vấn hiện tại đấy, thì hầu hết là dựa vào các nhân lực trong nước là chính. Đấy, thì cái khó của chúng ta đó là ta chưa có kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đây là cái quan trọng nhất. Mà các nước đi trước là họ đã có hết rồi. Còn ta thì hầu hết là ta đi học người ta thôi, thì ta biết thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái tầm nhìn của họ nữa cũng rất là xa. Và đặc biệt là các nước phát triển là cái đấy là tôi thấy là họ ưu việt hơn ta bởi về cái tầm nhìn. Vâng. Nội dung đó thì chúng tôi cũng đã từng đề cập trong vệt đề tài đối thoại về đường sắt tốc độ cao. Và Teddy Trick cũng đã từng tham gia chương trình đối thoại và cũng đã có những cái lý giải nhất định liên quan đến vấn đề tư vấn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta đang tập trung vào câu chuyện kỹ thuật. Vâng ạ. Và rõ ràng là các khách mời đều thấy là tuy chúng ta đã bàn đến câu chuyện kỹ thuật của những cái số trước rồi, nhưng đến số này thì chúng ta vẫn còn những thông tin hết sức là cụ thể cho quý vị khán giả, từ liên quan đến việc là chúng ta sử dụng công nghệ gì, rồi tốc độ bao nhiêu, hay là đến việc là chúng ta vận chuyển hàng hóa hay là hành khách, rồi đến địa hình, rồi đến rất là nhiều các vấn đề liên quan kỹ thuật. Tôi nghĩ là những thông tin cụ thể như vậy thì sẽ giúp ích cho quý vị khán giả rất nhiều, để họ có một cái góc nhìn liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Và rõ ràng là chúng ta đã nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2010 chúng ta chưa được thông qua, và đến năm 2019 chúng ta đang rất là mong đợi. Vì vậy những thông tin như vậy sẽ rất là hữu ích để mà chúng ta thực sự là đóng góp vào cái việc là có một cái dự án tốt, với những thông tin mà được đông đảo dư luận và mọi người đều hết sức là ủng hộ. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với Trường Quay Đối Thoại và chia sẻ những thông tin mới cho chúng tôi cũng như quý vị khán giả, và giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Thì xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình, và ngoài việc theo dõi thì tiếp tục đóng góp ý kiến vào những cái chương trình đối thoại liên quan đến chủ đề này của chúng tôi ạ. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời, và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.